Xong tưởng sao chú Quyền Linh biết, nó ra ngoài chợ nó mua cho tôi 4 bộ đồ xà lỏn, quần dây nè, rồi áo dây nè. Nè Lan ơi, em tặng cho Lan 4 bộ đồ này, Lan mà về Lan mặc cho ông bà ông lé trời. Trời ơi, tôi nói trời ơi, mày điên quá vậy mày. Mày muốn tao ghẹo cho ba má mày dí tao chạy kịp hả? Trời ơi, tôi nói thiệt, chú với cô nó khùng dữ lắm. Tôi thiệt, tôi cũng mắc bệnh khùng nó, tôi cũng muốn khùng theo nó. Thiệt. Nó thì thích làm đẹp, xấu xí mà khoái làm đẹp. Cứ tối ngày mua kem mua đồ sức sức, rồi tôi nói da non mà bày đặt sức kem, mốt nó ăn cái mặt hư luôn. Mà nó không nghe, nó cũng rình rình nó sức. Tôi nói mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó, phân cất su là mình xịt miếng mật ong vô, mình nặn miếng chanh cho mình hòa tan lên, rồi mình để dành mình sức. Cái da mặt nó, cái con so nó mịn lắm. Gặp cái thằng chồng nó cũng ba trợn, nó ơi làm cho tôi sức chứ nha. Thì mình cứ nói vậy thôi là nghĩ đâu nó đâu có ngu đến nỗi vậy chú Quỳnh Linh. Đâu không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết. Mà đến lúc đó, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum. Cái tôi hỏi cái gì vậy? Nó nói giống má nói á. Trét cứt hả? Trời ơi, thiệt hả? Thì má nói. Cái thằng chồng nó mới nháy ra cười. Cười, nó thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi, nó xạo à. Nó xỉ với mặt tôi, nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo à. Thì đâu có biết là nó khờ đến cái nỗi như vậy. Ghét mặt đầy vậy đó hả? Mà rất nhiều lần chưa? Sao bây giờ tôi đâu có bao giờ dám nói cái gì. Cảm giác nó thúi đúng không? Nó hơi hơi thôi. Mà sức nhiều lần chưa? Sức tối hôm đó với sáng hôm đó hai lần. Không, cái đó không phải để sức mặt nó không có tốt đâu. Mình cái đó mình để thoa son á. Tôi tên là Nguyễn Thị Sang. Năm nay tôi 66 tuổi. Tôi ở Hóc Môn. Ở nhà thì nói chung lớn tuổi rồi giữ trẻ em. Dạ, dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Con tên là Dương Hồng. Hôm nay 38 tuổi. Ở Hóc Môn. Bình tĩnh. Hồi hộp quá vậy. Em làm công việc gì? Em đi bán vé số. Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Mình làm dâu của mẹ 17 năm rồi. Hai đứa, một đứa học lớp 11, một đứa học lớp 9. Wow. Oh, quá dữ luôn. Rồi mỗi ngày em đi khoảng bao nhiêu cây số vậy? Bán chừng nào hết thì gì à, không biết nữa. À, em mình bị tật cái chân đó là hồi nhỏ luôn hả? Dạ đúng rồi, mẹ để là bị hai cái chân luôn. Rồi ông xã em ông xã sốt bại liệt, con cũng sốt bại liệt luôn. Dạ. Dạ hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Lúc ở quê vô làm công ty chung á, gặp nhau trong công ty luôn. Khi mà hai cháu đi làm thì tôi có mua cho hai cháu mỗi đứa một chiếc xe Honda mà ba bánh. À, dạ. Nên phương tiện của cháu đi bán cũng đi bằng dạ. Cái xe đó. Rồi khi con trai mà dắt cô dâu tương lai về đó thì cô cảm nhận thế nào? Cũng biết nó quen nhưng mà chưa, cũng nghe nó nói nhưng mà chưa có thấy mặt. Thì hồi đó là chưa có xe Honda thì cháu đi bằng cái xe lắc tay á. Dạ. Thì ngoài sau nó có một cái yên á, thì chở cô nàng ra thì cô nàng quá béo mà cô nàng xấu xí lắm, tóc bù xù. Ngoài quê mới vô mà tôi nhìn mà tôi ớn quá, mà tôi thấy con tôi nó xót ruột, mà con tôi nó lắc mà nó ốm nhôm ốm nhách à. Dạ. Rồi nó thở hốc hển. Cái tôi đứng lên thì cái phản xạ mình thấy mình đứng lên, thì ông anh ông sợ quá ông mới kéo cô bình tĩnh, cô bình tĩnh, cô chuyện tình yêu của trẻ cô đừng có nóng. Xong rồi ngồi xuống cũng nói chuyện, ngày mới vô nó nói tiếng ngoài Trung, ngoài Nha Trang rất là khó nghe. Dạ. Thì mình cũng ậm ừ cho qua. Thế là xong rồi đi ra mời ăn cơm thì nói chung nó sợ quá nó không dám ăn. Rồi tuần sau, 2-3 tuần sau nữa tôi cũng lên thăm. Khi nó ở nhà trọ thì hai đứa nó đối diện nhà trọ với nhau. Nó đi nó thấy tôi, nó thấy tôi có nó quảng hồng nó bò. Thì tôi nhìn qua cửa sổ tôi thấy ủa sao nó bò, con này nó bò. Thì tôi tính tới tôi cũng rắn mắt cái con chủ nhà nó kêu kia nó bò kìa. Tôi nói để tôi lại tôi chụp cái đầu nó coi. Nó bà mà chụp nó là nó chạy mất tiêu luôn, nó sợ á. Đừng có chụp, ghẹo nó mà. Thế là bà bò bây vô tới trong phòng bà trốn mất tiêu. Chồng về cứ năn nỉ mẹ ơi bây giờ con không muốn gì hết. Con không muốn xe Honda, không muốn nhịt mà con chỉ muốn con vợ thôi. Làn Hồng mẹ cưới cho con. Nói trời ơi mày nghĩ chắc chưa? Mà con nói thiệt với mẹ nè, nó có em bé. Tôi nghe có em bé tôi sợ quá. Mình nghĩ con mình tật nguyền mà làm cái gì mà người ta ăn dụng thì người ta ăn lẻ làng này, ăn dụng ăn sao được, nó què quặt mà. Tôi không tin. Tôi nói phải không? Phải mẹ. Mẹ mà không cưới cho con thì má nó sẽ đem nó về quê mà làm tầm bậy. Thôi con thương mẹ, thương con, mẹ cứu tụi con. Thế là tôi nghe vậy thì anh em trong nhà cũng khuyên, chứ tôi nghĩ tôi cũng thấy kỳ nữa. Cái bắt đầu cái khuyên tôi thấy không được, thôi kệ, bà cứ làm theo tụi nó đi. Nó bị động thai nên tôi bỏ gia đình tôi lên đây ở với nó. Tới bây giờ là coi như là
cũng gần 20 năm rồi. Trời ơi. Nó sống với tôi 20 năm rồi. Thiệt là bà già thương, lúc đầu mình chưa chấp nhận, sau khi chấp nhận rồi là đến lo cho con. Được cái là người thì ấy vậy chứ còn có hiếu lắm. Dạ. Dù không tiền mà biết mẹ thích cái gì đó, mua cho mẹ bằng được để cho mẹ ăn. Cái lần đầu tiên mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng điều gì mà tại sao chị lại né tránh? Sợ mấy công á, mẹ thấy mẹ la nữa. Cái mà mẹ xuất hiện đột ngột quá, sợ không biết sao. Đang đi đi thấy cái hết hồn. Khi bò vô đóng cửa phòng lại, gài chốt lại luôn. Và chủ nhà gõ cửa nói Hồng á, nói không lên tiếng luôn, giả bộ ngủ luôn. Chồng kêu sao không ra, má lên kia nè. Nói thôi sợ quá. Lúc có thằng chồng vô được không? Không, chồng kêu cứu hoài. Chứ sợ lúc nó xấu xí đó, lúc nó không quê mới vô không biết cái gì hết đó. Chồng nói sao nghe vậy. Lúc đón dâu về quận 4 á, gung quá trời gung luôn. Đi mới không ngủ nữa, nói giái cho 3 ngày đến qua đi về nhà cho rồi. Không quen ở nhà lạ đó, cái về nhà mình mừng quá trời luôn. Sáng lại anh hai trở về, đi giữa đường nó nói thốt nạn rồi. Trời, thấy thương quá vậy. Nhưng mà làm hay, như tôi là cọp. Nhưng mà hay là sợ, hay là em có bầu trước khi mà cưới? Mà lúc đó sợ mẹ chứ không có bầu. Mẹ không cưới thì tự nuôi. Lúc đó suy nghĩ trong lòng vậy á, mà không biết sao sợ mẹ nó bây giờ hết sợ rồi. Bây giờ là nó sắp ăn thịt tôi rồi. Lúc mà về rồi á là mới có nấu. Dạ. Là chị nấu cho mẹ hả? Dạ. Nấu mẹ mà mẹ ăn không được. Mẹ nói gì nấu gì khó ăn quá. Tự vì mình miền Trung, mẹ miền Nam á, mẹ khó ăn, nói khó ăn mẹ tự nấu ăn luôn cho rồi. Em nấu món gì mà mẹ nói khó ăn? Nhất là cá kho cá chiên á, mẹ ăn không được. Ăn mặn quá hay sao cô? Ăn ngọt lắm cô. Cái ăn má chơi hoài, nói thôi má tự nấu ăn luôn đi. Trời ơi. Thì tự nhiên lắm. Nó không bao giờ nó kêu tôi bằng mẹ đâu. Nó kêu tôi bằng gì? Lan ơi Lan, Lan làm gì mà em cái này đi Lan. Hồi xưa vậy luôn hả cô? Xưa giờ nó không ít khi nào nó kêu tôi bằng mẹ. Nó giống như tôi bạn nó vậy. Thiệt mà bây giờ từ bữa chương trình tôi nói đó con thấy không? Nói là kêu mẹ đàng hoàng, nhỡ có ai có khách được. Còn ví dụ có khách thì nó không bao giờ kêu mình. Mà khách tới nhà thì nó trốn mất tiêu vô phòng đóng cửa lại. Đừng có nói là ba tên điệp nha. Thì tôi tức quá tôi hỏi, ủa sao mày kêu tao bằng Lan không vậy mày? Lan điệp đó. Mà bây giờ thì sao không kêu bằng mẹ chồng được hả? Không có, kêu Lan á, nó thân thiện hơn kêu mẹ chồng. Kêu mẹ chồng mất công. Mẹ đâu có vui đâu. Nhưng mà lên chương trình mẹ mới nói vậy thôi, chứ ở nhà mẹ ít la. Mẹ nói muốn kêu gì kêu cũng được. Nó rủ Lan hay Lan Tết này Lan đi với em đi về quê thăm ông ba của em đi. Mà không thăm má, thăm ông ba thôi là ba của nó. Thế tôi nói để mẹ đi thôi, để chắc phải mua vài bộ đồ để mà mình mặc ở nhà đó. Để Lan ý chí để em mua cho Lan. Xong tưởng sao chú Quyền Linh biết nó ra ngoài chợ, nó mua cho tôi 4 bộ cái bộ đồ xà lỏng, quần dây nè, rồi áo dây nè. Nè Lan ơi, em tặng cho Lan 4 bộ đồ này, Lan mà về Lan mặc cho ông ba ông lé trời. Trời ơi, tôi nói trời ơi, mày điên quá vậy mày. Mày muốn tao ghẹo cho ba má mày dí tao chạy không kịp hả? Trời ơi, tôi nói thiệt chú với cô nó khùng dữ lắm. Tôi thiệt, tôi cũng mắc bệnh khùng nó, tôi cũng muốn khùng theo nó. Thiệt. Ở nhà mà nó hét một tiếng là con nó chạy gần chết. Con nó sợ lắm. Nhưng mà sao mua quần xà lõn với áo? Thì bởi nó mới ngu. Áo lửng cho Lan nghĩ, vậy. Suy nghĩ má về quẩy á, tối lại ngủ bằng đồ mát mẻ, chứ chọc ghẹo ông ba chơi. Coi không sợ bà má hả? Má không có giận đâu, má biết giờ má biết mình giỡn, không có giận mình đâu. Nó nói con thương má còn hơn má của con nữa. Có bao giờ đi mua đồ ăn gì cho má không? Mua gì? Lúc đi bán vé số trên đường á, cái tối hôm đó má nói chứ lâu rồi chưa ăn sầu riêng. Cái bữa đó đi bán tành, cái đi về thấy sầu riêng bán á, mua 2 trái 550 ngàn. Về kêu má ăn đi, cái má ăn, má hỏi nhiêu tiền, tao nói ăn rồi chiều có kết quả. Chiều nói 550 ngàn, miết tới giờ hết thèm sầu riêng luôn. Ông má nói khùng quá, mua cho cô. Đi bán có nhiều đâu, mua hết tiền rồi. Nói thôi kệ mẹ nó, lâu lâu ăn làng ăn mẹ nó đi. Nhưng
nói cho con dâu rất là thương má. Thật thà. Có bao giờ hai mẹ con không hài lòng nhau gì mà tranh cãi chưa? Ít hài lòng lắm, không có gì. Lúc kia thì còn hay cãi với má, giờ hết cãi rồi. Giờ má muốn nói gì má nói kệ má. Là không thèm nghe, không quan tâm luôn hả hay sao? Không nghe mà không có trả lời lại. Lúc kia hay trả lời lại, còn bây giờ suy nghĩ rồi. Nó nói một câu à, chửi cho đã đi, đi luôn. Nó cứ vậy đó. Lái xe chạy đi mất tiêu. Lấy xe rồi, bánh chạy mất tiêu luôn, tối về. Tối về, rồi xong vô phòng ngủ luôn về. Nhiều khi nó đi rồi nó tới tối nó không về chú. Mình sốt ruột. Mình gọi điện thì điện thoại nó không bắt máy. Sao không bắt máy, má gọi sao bắt máy? Không bắt máy về bị chữ rồi thôi. Còn bắt máy dở chữ thì chị béo nói vậy khỏi bắt máy tối cũng về. Có giờ má la ngồi khóc không? Có lúc khóc, có lúc không khóp. Chuyện trong gia đình á, vụ mà mấy đứa con ngồi không lo. Ăn ngày tới đi chơi tối ngày. Em không có lo con hả? Đi chơi không hả? Không có, y bán với số. Y thành á, chơi. Có lúc bị gì sớm đi chơi. Có lúc mà số ế chạy chích mẹ luôn. Lo đi chơi nên nó mới ế ra đúng không? Không có. Bán nhưng mà lúc có bữa gặp người mớ hàng rồi sao không biết nữa. Người mới hàng 5 tờ là 5 tờ hoài, còn có ngàn tờ hả? 300 tờ chị nghĩ đi muốn khùng luôn á. Đi có bữa tức quá vô quán cà phê giỏng ngủ mua giá tính gì tính. Trời ơi vậy đó hả? Còn cái chuyện sanh đẻ thì sao lo con? Sanh đẻ thì nói chung nó đẻ mổ. Xong rồi bồng bế về tôi chăm hết. Mà tôi nhớ có một lần nó cũng đứa con đầu tiên nó mổ á. Thấy mắc cười, nó thì thích làm đẹp, xấu xí mà khoái làm đẹp. Cứ tối ngày mua kem mua đồ sức rồi tôi nói da non mà bày đặt sức kem mốt nó ăn cái mặt hư luôn. Dạ. Mà nó không nghe, nó cũng rình nó sức. Tôi nói mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó, phân su á, là mình xịt miếng mật ong vô, mình nặng miếng chanh cho mình hòa tan lên rồi mình để dành mình sức. Cái da mặt nó cái con so nó mịn lắm. Gặp cái thằng chồng nó cũng ba trợn nó ơi làm cho tôi sức chứ nha. Thì mình cứ nói vậy thôi là nghĩ đâu nó đâu có ngu đến nỗi vậy chú Quỳnh Linh. Đâu cái không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết. Mà đến lúc đó, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum. Cái tôi hỏi cái gì vậy? Nó nói giống má nói á. Trét cứt á hả? Nó nói trời ơi. Trời ơi. Thiệt hả? Thì má nói. Cái thằng chồng nó mới nhảy ra cười. Cười, nó thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi, nó xạo à. Nó xỉ với mặt tôi, nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo à. Thì đâu có biết là nó khờ đến cái nỗi như vậy. Lấy cái xu rét mặt đầy vậy đó hả? Mà rất nhiều lần chưa? Sao bây giờ tôi đâu có giao bao giờ dám nói cái gì thì cảm giác nó thúi đúng không? Nó hôi hôi thôi. Mà rất nhiều lần chưa? Sức tối hôm đó với sáng hôm đó hai lần. Không cái đó không phải để sức mặt nó không có tốt đâu, mình cái đó mình để thoa son á. Chú đừng nói, nó nhìn làm thiệt á. Nó giờ nó khoái làm đẹp lắm á. Bây giờ nghĩ làm rồi. Bây giờ nó thiệt với chú, tôi sợ là khi tôi qua đời không biết ai là người lo lắng cho nó, sợ vậy. Sao thấy thương mẹ chồng không? Thương. Hồi đó có ghét không? Hồi đó không có ghét mà sợ. Còn điều gì chưa hợp nhau không cô? Vấn đề nhiều khi nó không có chăm sóc con như là như tôi chăm sóc. Bây giờ nó lớn rồi, mẹ con là phải ngồi nói chuyện với nhau rồi. Yeah. Này cái nọ cho con nó cởi mở. Cứ gì đâu mà về cái con ôm cái điện thoại, mẹ ôm cái điện thoại thì đâu có cái tình cảm nào. Yeah. Tôi rầy hoài vấn đề đó. Thứ hai ví dụ con làm cái gì không đúng á thì mình phải kêu con lại, mình nói làm cái đó không có được, mẹ không đồng ý hay là bà nội không đồng ý, con không có được làm. Nhỏ nó kêu nhỏ từ trên gác chui cái mặt xuống vậy. Nó bước lên cầu thang cũng khó khăn lắm. Mới đứng lên. Nhỏ mới chui mặt chưa có bóp vô mặt. Hỏi vậy hỏi chú Quyền Linh sao mà không la. Không có được ngay như vậy mà cứ mẹ chồng đàn dâu cứ bực bội là như vậy. Sao đánh con vậy? Thật á. Quạo á. Làm chịch ý mình á, mình bực bội mình quýnh. Nó lớn rồi, có gì chỉ dạy hoặc là có mẹ chồng đây lo hết rồi, đừng đánh nó nữa. Ha, tội nghiệp nó. Má chồng có hay cho tiền mình xài không? Hả? Nó không có tiền Lan cứu mình đi. Mỗi lần Lan cứu là cứu nhiêu? Từ muốn xin nhiêu xin nè. Mà thường thường là chị xin nhiêu? Xin 1 triệu. 2 triệu. Làm gì? Xin ở bù vô với số thì bán thiếu á. Rồi để coi chồng em nói điều gì nha. Dịp chương trình Mẹ chồng nàng dâu
con cũng gửi tới lời xin lỗi tới mẹ trong suốt bao năm tháng qua đã khổ cực vì con và lo cho con. Và con đã không phụng dưỡng mẹ được chu toàn như bao người con khác. Cũng gửi lời xin lỗi tới vợ đã khổ cực lo lắng cho con từ khi lấy nhau cho đến bây giờ. Và nhiều lúc cũng buồn đau lắm, nhưng mà chỉ biết ngồi nhìn chứ không thể giúp ích được gì cho mẹ, phụng dưỡng cho mẹ hay là giúp ích được cho vợ để chu toàn như bao người chồng khác. Cho nên là con gửi lời xin lỗi tới mẹ và vợ con, nguyện cầu mong cho mẹ và vợ con luôn được sức khỏe dồi dào và vui vẻ sống cùng với gia đình. Hôm nay thì cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Không có mong gì hơn. Cái tính á, là phải biết lo lắng, phải chăm sóc con. Ví dụ có bán thì cũng phải quy định cái giờ mình về, để về mình có cái thời gian để mình nói chuyện với con cái đó. Mẹ nói đúng đó. Bán có bữa bán 3 giờ mai rồi đi về lấy số bán lấy số chiều rồi đi bán mấy cái 7-8 giờ về. Nếu mà xong sớm mình nên về nhà sớm với con. Mẹ chồng nói mai mốt là lúc kinh nghiệm là lần sau về sớm hơn. Nhớ nha, mai mốt không có là tôi nhắc lại đó. Đó, mẹ thương lắm á, theo luôn 20 năm cũng tội nghiệp cô con dâu đó ha. Nếu mà không thương có lắm, mẹ chồng à, thì rất là khó luôn đó. Ôm mẹ đi à. Rồi à, mai mốt á, con có cái gì á không đúng á thì mẹ nói con sẽ nghe. Dừng nhớ đừng kêu tôi bằng Lan nữa nha, tôi mắc cỡ lắm á. Kêu mẹ ơi coi. Ôi mắc cỡ quá. Kêu thử coi. Kêu Lan ơi thì được, kêu mẹ ơi ngại quá. Kêu mẹ ơi mẹ mới vui á. Kêu đâu, bây giờ kêu thử đây nè. Mẹ ơi. Đó. Thấy thương lắm luôn á. Thấy thương cái sao. Con ơi. Đó trời ơi. Thấy thương nhớ lắm nha. Rồi một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc cho cô mạnh khỏe, mãi mãi sức khỏe dồi dào luôn ha. Dạ. Chúc cho em hạnh phúc và dạ, mua mai bán đắt nha. Dạ. Chào MC Quyền Linh dạ, và Lê Lộc. Dạ. Kính chào quý khán giả. Tôi tên là Quỳnh Thị Tuyết Mai, sinh 1959. Nghề nghiệp của tôi là buôn bán. Xin mời chị. Dạ, năm nay em được 28 tuổi, hiện đang là kế toán công nợ tại công ty bất động sản An Gia. Em rất vui khi đến được tham gia chương trình này. Và năm nay em đã làm dâu được của mẹ là được 3 năm ạ. Mình có em bé chưa chị? Dạ rồi. Cái lần đầu tiên mà cô gặp mặt con dâu tương lai mình á, cô thấy nó làm sao? Có ấn tượng không? Cô rất ấn tượng. Tượng về gì cô? Con trai của cô từ nhỏ tới lớn đi học không có bạn gái. Lần đầu tiên nó dắt về là cô thấy có bạn gái, cô thấy rất là xinh xắn, dễ thương. Cô ấy nói gì với cô? Chào mẹ, chào cô. Chào cô là ấn tượng rồi đó hả? Có nó làm, có làm phụ gì trong nhà không? Có. Làm gì cô? Thì dọn, mới về thì dọn vô nhà, dọn đồ để trên bàn vậy đó, lau chùi vậy đó. Lau chùi trên bàn về lau liền luôn vậy đó hả? Rồi làm gì nữa? Có nấu nướng gì cho mẹ chồng tương lai ăn không? Dạ. Nấu món gì cô nhớ không? Món gì cô? Món lẩu. Lẩu hả? Ngon không? Ngon lắm. Lẩu gì vậy cô? Lẩu thai, lẩu chua rồi đó. Cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng tương lai của mình á như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì nếu mà cái hình dáng đầu tiên mà mẹ đập vào mắt em thì đó là một người mẹ rất là tất bật. Cái kiểu dạng kiểu như em cũng nghe qua chồng em giới thiệu trước rồi. Thì rất là thương mẹ. Cho nên là gặp mẹ thì cái thiện cảm nó nhiều hơn. Nhưng mà chị chuẩn bị tâm lý gì mà chị về chị dọn dẹp rồi chị nấu ăn? Tại vì khi mà đến nhà ai đó chơi, chứ không có nghĩa là về nhà mẹ không đâu, thì em đến bất kỳ nhà ai em cũng sẽ xông vào cái bếp là đầu tiên ạ. Thì cái ngày đầu tiên mà làm dâu đó như thế nào cô? Cô rất là khen con dâu của cô. Khen nữa luôn. Dạ, về làm dâu làm sao mà khen à? Tại vì nó dọn dẹp rồi chu đáo lắm. Dọn nữa. Rồi nấu gì nữa cô? Thì chỉ có nấu món lẩu thôi. Nữa. Làm dâu gì? Nấu lẩu nữa. Tại vì hai đứa em thứ đó là nó thích chị dâu nó nấu lẩu lắm. À. Giờ còn nấu lẩu không? Cũng còn. Đừng nói ngày nào cũng ăn lẩu nha. Nấu lẩu ngon lắm hả?
Vậy thì không biết là hai mẹ con mình hợp nhau cái điểm gì ngoài chuyện ăn uống nữa chị? Mẹ em thích được khen, mẹ chuẩn bị đi đâu đó, mẹ mặc đồ này được không con, cái dép được không con, giống như là chuẩn bị quay này thôi là hỏi em chắc là mấy tiếng á. Dạ rồi ra ra nói làm sao được không con, kiểu vậy thì mình cũng biết cái tâm lý mẹ như vậy. Cái lời chào chị nãy giờ là hai mẹ con cũng nói mấy chai nước rồi đó. em ngồi trong tập đi tập lại cũng chịu khó nghe mẹ nói cái kiểu dạng vậy. Có thể những người khác thì sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng đối với em đó là một cái làm cho mẹ vui, là em cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Rất là hay. Khen mẹ suốt, làm theo mẹ vậy đó hả? Dạ. Cũng hay, cái này cũng hay. Dạ, lấy làm mẹ trước rồi mẹ cảm thấy mẹ rất là ok. Rồi xong đó mẹ bắt đầu từ từ mình mới chỉnh sửa lại. Mẹ ở chỗ này không có được, chỗ kia không được. Rồi bắt đầu mẹ sẽ nghe mình. Còn nếu đầu chê liền là thấy bực bộ liền là sẽ không nghe. Hay, cái này rất là hay đây. Cái đó là cái tâm lý, tâm mà lý, dạ. Mà chú Linh nghĩ rằng là con cũng nên rút kinh nghiệm. Dạ, đúng rồi. Mình đầu tiên mình kể, mình cứ khen trước đi. Không mất lòng ai đâu. Nhưng lấy tình cảm trước rồi sau đó từ từ sửa sao. Dạ. À, hay, cái này hay. Rồi còn nghe gì nữa? Chuyện gì mà để mẹ chồng thương yêu mà ấn tượng em mãi mãi đến bây giờ luôn? Tại mẹ ấn tượng cái món lẩu, mấy em thích món lẩu. Thực ra em về em cũng nấu nhiều món lắm á, mà chắc mẹ quên hết rồi. Món lẩu thôi. Dạ, với lại mẹ hay từ hồi mà mới quen á, chắc mẹ ấn tượng tốt, cho nên mẹ hay đi khoe. Cho nên em cũng rất là nhớ đến giờ. Nhưng đi kể đi hàng xóm hay gì đó, con dâu tôi nhưng mà chết về mới quen thôi. Cho nên là em cảm thấy rất là thích. Yeah. Giống như là mình được nâng niu trước khi lấy chồng ạ. Ngoài cái chuyện ưng con dâu về cái lẩu đó, đó, mẹ chồng còn ưng con dâu về điều gì nữa, điểm nào nữa? À, con dâu của tôi thì nó lễ phép lắm. Tại vì nó về mới về có 2-3 ngày đầu mà ở trong họ hàng rồi nó chưa biết ai tên gì thứ mấy mà nó gật đầu nó chào hỏi. Người nào cũng thưa cũng là khen hết, mình thấy mình cũng vui lắm. Hai mẹ con có điểm gì không hợp nhau không? Mẹ em thích tám lắm ạ. Mà em không có thích nghe chuyện tám. Mới về nhiều khi lần đầu còn tha cho tại chưa có nói nhiều ạ. Lần sau về chơi là bắt đầu kể bà kế bên, rồi bà ngoài chợ, rồi bà tùm lum hết á. Rồi xong kể phim á. Sao giống... phản ứng lại bằng cách nào? Dạ em cứ ngồi dạ vâng vậy hả mẹ, nếu mà mẹ để ý toàn là có bài đó không à, mẹ cũng không biết là em có nghe hay không, cũng ráng nghe cho mẹ vui. Em ra đi đâu mẹ cũng cảm giác rất là hài lòng về con dâu, nhưng mà giờ mới dám nói thiệt. Thiệt mà ngồi nghe chuyện người khác hoài cũng mệt đúng không em? Dạ. Nhưng cũng ráng tội nghiệp, coi bữa nào mình kể mình nhìn qua nó coi nó có thái độ như thế nào. Coi chị lỡ nói vậy rồi cô có muốn kể nữa không? Không mà nói đó cũng vui mà, đôi khi đó cũng là sự thật đó. Nhưng mà cảm giác gần gũi chú, hay là hơn nữa. Có thể chia sẻ nhiều chuyện dễ dạ. Thương hả chứ. Em là quê ở đâu nhỉ? Em sinh ra ở Kiên Giang. Em là Hà Nam Ninh ạ. Hà Nam Ninh. Dạ. Bây giờ là Ninh Bình, Nam Định đó đúng không? Dạ vâng ạ. Còn cô là quê ở đâu nhỉ? Ở Long An. Long An. Một cái sự khác biệt rất xa về vùng miền. Khi về làm dâu đó khác không? Cũng có cái khác. Chị có thích hợp với cái cách sinh hoạt của nhà chồng mình không? Thực ra thì đến giờ con nói thật tí nhưng mà không có thích lắm ạ. Do nhà em thì nó hơi có khuôn phép chị. Ví dụ như là lúc nào cũng phải có nước trà trong nhà. Ăn cơm là phải ngồi đầy đủ bàn, đúng giờ ăn. À, bên chồng em thì có vẻ giống như người Nam á. Nó hơi được thoải mái trong cái những chuyện đó. Còn đối với em thì đến giờ cơm là ăn cơm, không có đi đâu hết. Muốn làm gì làm trước giờ cơm hoặc sau giờ cơm. Dạ. À, hôm nay cô biết được như vậy á, cô có cảm nhận như thế nào á cô hả? Có bữa ăn cơm thì không có, ví dụ như đủ mặt vậy thì cũng có thiếu một người, một đứa. Là mới đợi chờ thì con dâu nó hơi là... khó chịu. Thật sự mà nói thì cái văn hóa của người miền Tây á, như là cứ mạnh ai bới tô cơm mà vô đó đủ ăn cơm là vô ăn thôi. Người ta gọi là không khách sáo lắm, nhưng mà ở đó rất là chân thành mà người ta gọi là tự nhiên, rất là tự nhiên luôn á. Cái đó nó cũng là một loại hình văn hóa. Con nghĩ là thí dụ mà vậy thì cũng tốt thôi, nó làm cho cái bữa ăn gia đình nó đầy đủ và nó ấm cúng hơn, giống như là đầy đủ mặt mọi người lại thì con thấy vẫn hay hơn. Nhưng mà nó thí dụ giờ mình ngồi cứ chờ hoài. Thôi giờ ai bận chuyện gì bận, nếu vô kịp thì ăn, không kịp thì thôi ăn sau. Được không? Không được hả? Cô này cũng cứng lắm chứ. Đúng là con dâu của cô nó nguyên tắc lắm. Dạ. Mình đó giờ mình vẫn duy trì như vậy được hả chị? Dạ.
những bữa cơm mà gia đình bên nhà chồng thì em thấy vẫn đáp ứng như vậy khi mà em về làm dâu á. Con thấy hay đó chứ, tại vì nó hợp mặt đủ gia đình. Hay thì hay, cái chuyện nó không phải, không ai bàn cãi là cái chuyện đó là nó không hay, nhưng vấn đề chỗ là cũng tùy theo cái hoàn cảnh gia đình và mỗi cái thành viên trong gia đình đó. Cô hôm nay cô nói thật đi, có những lúc nào cô bực mình phải ngồi đợi đầy đủ người ăn không? Cũng có. Thấy chưa, lúc đó cô suy nghĩ thế nào? Thì cô cũng hơi bực mình, tại vì nhiều khi như hai vợ chồng nó còn đủ rồi mà phải đợi hai thằng nhỏ. Đó mình giải quyết bằng cách nào chị? Rồi thì lúc đó em vẫn sắp cơm ra. Em vẫn sắp cơm ra rồi nói ngồi. Xong thằng em thứ hai, bữa đó là thằng em thứ hai đi ra ngoài mua đồ. Thì em mới nói là ăn sau. Nhưng mà sau cái bữa cơm đó thì là em nói với chồng em á, là tại vì anh hai trong nhà nói chuyện thằng em đó là như vậy lần sau không được như thế nữa. Em không có bao giờ em ra mặt ạ. Em ví dụ như là em út trong nhà có chuyện gì em nói mẹ chồng em, mấy đứa em trong nhà hoặc mẹ chồng có gì em nói với chồng em để chồng nó khôn quá mượn bàn tay người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Như vậy thì cái mối quan hệ giữa em và những đứa em chồng nó hình như nó không có gắn với nhau. Chỉ là trong những vấn đề xích mích thôi thì em mới giải quyết kiểu vậy, còn bình thường thì rất là vui vẻ. Những cái mâu thuẫn có khi nào nó xung đột nó tăng lên gọi là không thể giải quyết được không? Có, hồi lúc mà mới quen thôi. Thì bữa đó con trai của cô không biết chuyện gì thì mà nó quát lên. Rồi thì con dâu này nó cũng vùng vằng, nó nổi cáo. Nó cứ xách vali đồ, nó đi. Cô nói thôi con, đừng có xách vali đi. Xách vali là quần áo đó. Cô đi, con đi về, nửa đêm nó hôm. Lúc đó cũng xế chiều rồi. Để cái gì mai nói. Sao cô nói 3 tiếng năn nỉ nó không được. Cô mới giận quá, con xách xe ra tới cổng thì dòm vô thì thấy im rồi cô mới trở vô. Lúc đó lý do sao mà em cất vali em chở vô? Vợ chồng nên chia sẻ, không nên to tiếng, chứ đừng nói đến gây lộn hay gì đó. Nên là anh to tiếng em không thể chấp nhận chuyện đó. Cho nên là em đã không chấp nhận thì giống như là chấm dứt. Cá tính quá hả? Dạ. Rồi tại sao mà chị bỏ vali chị quay trở lại? Nói chung là em cũng không nhớ rõ cái cảm giác lúc đó lắm. Nhưng mà hình như là nó dịu cái cơn xuống hay sao. Thấy mẹ chồng mình xách xe đi hả? Giống như bùng phát quá, cái kiểu nó bùng ra rồi xong rồi nó giảm bớt cái đó đi ạ. Ngoài cái chuyện cơm nước vậy, cô còn có không hợp với con dâu mình điều gì nữa không? Cũng có. Còn nữa hả? Dạ, điều gì nữa cô? Tại vì cô cũng có một thằng em, nó lên Sài Gòn nó học cũng nhờ giả con trai cô. Thì cũng ở tạm bợ, nhưng mà con dâu cô cứ cằn nhằn hoài. Rồi nó đi về ban đêm ban hôm á, kêu thằng kia tắt máy xe, nhưng mà thằng kia nó cũng dạ dạ thôi, rồi con cũng tái diễn hoài. Có vẻ em là hơi nguyên tắc quá đúng không? Em thấy mấy cái đó đúng thì làm theo chứ không có nghĩ đó là nguyên tắc đâu. Sao mà không linh hoạt trong những cái cách giải quyết? Bây giờ mình xem người thứ ba sẽ nói mong muốn điều gì. Mong muốn là trong cái thời gian sắp tới thì hai mẹ con có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Có thể là khi mà rước thằng cu lên trên Sài Gòn rồi thì bà nội sẽ có nhiều thời gian là lên thăm cháu, hay vợ thì cũng có một cái cách là có thể là về thăm bên nhà nội nhiều hơn, rồi thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe hay là công việc của bà nội. Con thì cũng còn có gia đình, cũng còn có con, có vợ, nên là mong là mẹ hiểu được cái vấn đề mà trong cái khoảng vấn đề khó khăn về tài chính mà đã diễn ra trong mấy năm vừa qua. Và mặt khác thì cũng muốn gửi gắm đến vợ là cũng mong là vợ thấu hiểu là thật sự là mình cũng biết cái vai trò là vấn đề lo cho gia đình nhỏ như thế nào. Nhưng mà đôi khi thì cuộc sống mà nhất là gia đình của mình và mẹ mình khó khăn thì cũng không thể nào mà không giúp đỡ. Mong là hai bên sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Do cái thời gian đó là em có bầu, vừa phải đi làm nhưng mà còn phải lo vấn đề tài chính trong gia đình nhỏ của em, cảm thấy rất là gánh nặng. Thì thời gian đó hai vợ chồng hay xích mích với nhau. Nhưng mà trong thâm tâm thì em vẫn hiểu được cái tâm tư của anh là rất có hiếu với mẹ, cũng như là rất thương mấy đứa em. Giờ thì nói chung là em chuyển sang công ty mới rồi, cái tình hình khả quan hơn, cho nên là không cãi nhau nhiều vấn đề tài chính đó nữa. Thế nên em nghĩ là sau này cũng không có gặp những chuyện như vậy. Dạ, cô, sau khi nghe chị nói vậy thì cô cảm thấy thế nào cô? Hoàn cảnh của cô nó khó, người ta đủ vợ đủ chồng, còn cô thì có một mình, tế khó khăn. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì
cô muốn con dâu mình thay đổi thế nào và con dâu muốn mẹ thay đổi thế nào, mình cũng cứ chia sẻ thoải mái. Cô thì muốn con dâu cô là thường xuyên về thăm cô, về tại vì cô cũng nhớ cháu lắm. Nhưng mà tại vì bây giờ cô chưa có ổn, cuộc sống cô chưa có ổn dữ, tại vì cô còn một thằng con út nó chuẩn bị vô giảng đường đại học. Đó, nhưng cô mong là từ khoảng từ đây tới Tết là cô cũng là mong hai vợ chồng nó cũng thường xuyên về thăm cô với đứa cháu. Cô chỉ mong vậy thôi. Còn chị mong muốn mẹ chị thay đổi điều gì không? Em muốn là mẹ gầy dựng lại cái gia đình bên nhà chồng. Mong mẹ là thể hiện tình cảm dành nhiều hơn dành cho đứa cháu nội. Giống như mấy ngày Tết em về bế cháu, hai vợ chồng bế cháu về á, bà nội cũng không ở nhà, đi làm hoặc là đi này đi kia gì đó. Nói chung đi làm thì mình có thể xin nghỉ Tết hoặc sau đó, thì những ngày Tết mình có thể dành cho gia đình. Em không cảm nhận được là cái tình cảm của mẹ dành cho những đứa con cũng như là dành cho cháu nội của mình. Cho nên là giống như chồng em cũng mong muốn vậy đó, là mẹ sẽ dành nhiều hơn. Cô có nói gì với những điều con dâu mới chia sẻ? Thì cô cũng biết mà, tại cái nghề của cô là mấy ngày Tết bận lắm, nghề làm thịt nguội có mấy ngày thôi, còn mấy ngày kia thì cô rảnh rỗi, mà mấy ngày kia thì hai vợ chồng nó không có về được. Thì cô có nói là thì cũng như cái năm ngoái thôi, còn năm nay cô cũng ráng cô duy trì là gia đình thì đầm ấm mấy ngày Tết truyền thống, hay là con cái rồi tập hợp lại, cô không có để cho con cô buồn nữa. Dạ thôi, nói chung cuộc sống thì em cũng phải thông cảm cho bên nội, bởi vì đó cô phải đi làm vất vả những ngày Tết để có thể có đủ kinh phí để tiếp tục lo cho em chồng em đi học vào bước đường giảng đường đại học. Thì cũng thông cảm điều đó và mong rằng cô cũng ráng dành một ít thời gian nào đó cho cháu. Mỗi người sẽ chia sẻ chút xíu thì anh nghĩ thời gian không xa đâu. Gia đình mình khi mà kinh tế nó phát triển tốt rồi đó thì những cái điều này nó sẽ không còn nữa. Cảm ơn cô với em rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ những câu chuyện mà có thể nói cũng rất là hay. Cái những cái góc khuất mà hình như là mẹ chồng con dâu chưa chia sẻ lần nào hết. Mong rằng cái sự chia sẻ đó thì chúng ta sẽ giải quyết cho nó đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Thôi hôm nay mình hứa gì với mẹ đi, mình làm gì mẹ nó hứa gì nãy giờ mình nói đó. Con hứa là những cái điều mà mẹ góp ý nãy giờ con sẽ cố gắng sửa đổi và cũng như yêu thương các em nhiều hơn, cũng như là chia sẻ gánh nặng với bên chồng. Nhân vì cái chương trình này là mẹ chồng nàng dâu nên con muốn gửi cái một đoạn của bài hát mà nói lên cái tấm lòng của chồng con cũng như mấy đứa em dành cho mẹ. Dù ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng yêu con nhiều lắm. Mà hy vọng rằng sắp tới đây thì gia đình chúng ta sẽ có một cái Tết trọn vẹn, hạnh phúc, đầy đủ các thành viên. Và ở đó mọi người hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ nhau nhiều hơn cô nha. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình nhỏ hạnh phúc. Và chúng ta sẽ thành công rực rỡ trong cuộc sống.